theo là ngay cái chạm bơm nha. Điểm này cũng lý tưởng lắm à. Mình nghĩ là điểm này ngon nha mọi người. Nước giờ này thấy nó cạn cạn chứ cá nó gom như bờ á. Nhá hàng coi. Hay là điểm này có bộ lý tưởng nha mọi người, đừng giỡn. Ôi 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 ôi. Ôi. Đừng đùa nghe, có cá nghe. Ôi. Có cá nghe. Đừng đùa nhanh. Rồi, chính bên đó luôn rồi. Dính gì kìa ba. Kìa. Ok, điểm tiếp theo nha mọi người. Điểm này thì nằm dưới góc cháo nha. Hàng rồi, bỏ xuống hàng đi luôn. Cái gồm mày, cái gồm mày là mọi người ngon làm chưa? Rồi dính ngay cái mép luôn, ngon làm lần nào nha mày. Thấy cái gồm mày kéo với anh hả, bỏ xuống là quất liền luôn mọi người. Ui mập lù nâu luôn, ta cho mập cái gồm nó mập rút luôn mọi người. Ây da, cái gồm mập nè trời. Bỏ xuống là kéo liền luôn á, nè thấy ghê, hết hồn cái cô không? Vô. Trời 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 trời, ít. Trời dính rồi. Oh my god, dính ít mọi người ơi. Trời trời trời. Dính ít rồi. Bự bắt không đây rồi, hết em nhắc mọi người thả đi, mới bước xuống là thấy nó nhịp nhịp quá trời luôn nè. Biết có hàng lớn hay nhỏ ở đây. Ok, ngon lành cành đào nha mọi người. Không, cá gô gì mới sướng nè. Cá gô chà bá luôn. Sướng chưa, sướng chưa. Trời trời, cá gô mập. Cá gô mập lù mọi người. Mọi người thấy cá gô không? Đó. Mình đục xuống là nó quất liền luôn á. Cá gô đồng luôn, đúng hiệu cá gô đồng nè. Điểm này thấy hấp dẫn quá, đây có đứa nữ đây không? Nào mọi người ăn, mọi người ăn này, hút rồi nó làm chứ. Thấy dưới đây là cá im đó.
Còn cái nào hôm nay trời sẽ bỏ xuống ăn liền. Sẽ bỏ xuống ăn liền mọi người ơi. Cái gì cơ vậy? Ăn chưa chạy? Ăn ăn. Cái mày gì? Rút với anh hả cu? Ngay ổ, ngay ổ, ngay ổ. Lên xe. Ngay ổ mọi người ơi. Cái gồm mập lù luôn nha. Đó, hết hồn cái gồm mập không? Ngon lành cành đào. Đó, hên quá có được cái miếng dừa này. Có miếng dừa này gỡ luôn nha. Trời trời, cái gồm mập lù luôn á. Một lỗ mà hai em rồi đó. Mình nghĩ là cái đó còn đó mọi người ơi. Đang thui đã đã dục xuống là nuốt liền. Con mình chơi cần câu nè. Trời ơi, cái con này cũng được mọi người ơi, ổng bự hung. Lục bình này là mình dục xuống ít có ăn liền đó mọi người ơi, chứ không phải như gốc gáo. Gốc gáo là mình chọi xuống là ăn liền à, còn lục bình này là dục xuống mình chịu khó mình nhấp mọi người. Nhấp hồi nếu mà có nó mới ăn chứ nó không ít, nó không ăn như trong gốc gáo. Ăn mọi người ăn 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 à. Hết mồi luôn vậy trời. Ăn ăn ăn. Ăn thôi mà. Ăn với anh. Ngon lành đó mọi người. Đó. Sướng chưa? Trời, cái gô này mọi người. Trời ơi, chưa kịp quay luôn nó quất luôn hết trời. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Mình bỏ xuống mình chưa kịp bấm điện thoại quay nữa là nó bay táp à. Nè coi cái gô nè. Rồi gặp rồi. Rồi ok, thử giờ mở ra mọi người ơi. Chạy đi, chạy với anh hả? Lưỡi con này lại hại thật chứ. Lưỡi con là mọi người. Lưỡi này là lưỡi tự làm đó mọi người. Làm thủ công á. Cái rô nè. Ok, con dê. Điểm tiếp theo. Lục bình khá nhiều. Biết có hàng bận không đây? Ở bên kia cá ốc mọi người. Đây, bên lỗ bên kia có cá nha mọi người. Để mình di chuyển qua vùng bển. Thấy cái mồi bên đó có bụng ngon à. Như cái lỗ có kéo này nè. Cá ốc mình đó đó. Để mình chọi vào bển là sao? Nó hơi cạn. Hợp lý đó. Trời ơi, kéo. Ăn mọi người, hai kéo con gần không? Con cá nó đen mọi người. Oh my god. Cá nó đen phui luôn. Kéo hả mày? Con cá nó đen hơn mình đó. Cái này cá đực hay gì rồi. Mọi người con cá gỗ đen nè. Trời ơi đen. Trời nhỉ. Nó đen quá dài không nổi ơi. Nè. Giờ thòn lọn luôn. Bắt mày luôn. Nè con cá nè. Mày mình cá đang hôi luôn á.
hát cu dạng khẽ luôn mọi người. Thầy chọn cái rô nè, cái rô nè mọi người. Ngon lắm chưa? Ồ, ồ, kéo kéo. Trời trời, con cá gì vậy trời? Trời, cách chơi. Trời, dính cách chơi. Cách chơi, cách chơi rồi ba. Trời, dính cách chơi luôn mọi người ơi. Trời, cách chơi nè. Lại hết chứ. Rồi, cách chơi nè mọi người, nó ốm. Tiếp tục. Để coi lỗ này có con nào khủng không nha. Sớm thấy táp quá trời táp đùng đùng luôn. Ủa cái con mồi ta ngón tay nha, có trứng luôn nha. Vô vỏ cho anh. Cái vỏ này đựng cá im nè. Vô vỏ cho anh. Dạng khẽ luôn nha mọi người. Cá này cũng bự nha mọi người. Cá đẹp ghê luôn. Quá số dữ vậy trời. Rồi. Ok. Điểm tiếp theo nha. Điểm này hôm bữa mình câu sảy mấy con cho bá không. Hôm nay quay lại báo thù nha. Dễ không em ăn đi. Thôi nhỉ. Cá nhỏ thế này. Mày nhỏ. Cá ngon nè. Cá này cũng được.